Xin chào mọi người, hôm nay giới thiệu cho mọi người dòng sản phẩm sữa rửa mặt của nhà Demizin nha. Dòng sản phẩm này đây là phiên bản mới nha mọi người, nó sẽ có cái tem nè, tem đầy đủ nè. Đây là sữa rửa mặt được chiết xuất hoàn toàn từ thực vật, rất là an toàn, dịu nhẹ và lành tính cho làn da. Công dụng của dòng sản phẩm này sẽ đem đến một làn da điều trị thâm, giảm nám, giảm mụn, giảm tàn nhang, giúp da căng cơ sáng mịn. Dòng sản phẩm này giúp tẩy da chết cho da nè, làm da của mình đều màu, cho da của mình căng bóng, không bị khô căng, không bị kích ứng dị ứng, kháng viêm nè, kháng khuẩn nè, trị viêm da nè, làm xe khít lỗ chân lông của mình, loại bỏ bã nhờn, giúp da trở nên thông thoáng hơn, cân bằng độ pH cho da, cấp nước cho da, giúp cho da đều màu và cải thiện cấu trúc của da, da của mình nâng cơ săn chắc hơn. Một cái chai sữa rửa mặt nó sẽ thiết kế bằng một cái chai sành như thế này nha mọi người, rất là xịn luôn đó. Khi mọi người sử dụng là mọi người sẽ mở cái bao bì ni lông này ra và sau đó xịt lên tay, lấy một lượng vừa đủ, ma sát lên hai cái tay như thế này, sau đó ấp ly lên mặt nè, đó massage theo chiều kim đồng hồ, đảm bảo luôn, thư giãn cực kỳ luôn. Em này rất là ok, thử test rồi nên á giới thiệu liền cho chị em để chị em cập nhật nha. Chị nào đang sử dụng cái bộ kem Hàn Quốc thì nhớ mua thêm cái chai Demizin này nhớ nha. Ok.